Phần Lan quyết định đóng cửa tất cả cửa khẩu trên biên giới với Nga, trừ cửa khẩu ở cực bắc đất nước, nhằm ngăn chặn dòng người tị nạn. Thông tin trên do Reuters dẫn tuyên bố của Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo hôm 22 tháng 11. Ông Orpo nhấn mạnh, chính phủ Phần Lan hôm nay quyết định đóng thêm nhiều cửa khẩu. Quyết định này sẽ có hiệu lực từ nửa đêm 24 tháng 11 theo giờ địa phương. Helsinki cho biết kể từ đầu tháng 11, hơn 600 người không có giấy tờ thông hành hợp lệ đến Liên minh châu Âu EU đã tiến vào Phần Lan qua Nga và điều này khiến họ phải đóng cửa một số cửa khẩu. Theo cơ quan di trú Phần Lan, những người xin tị nạn đến từ nhiều quốc gia bao gồm Yemen, Afghanistan, Kenya, Maroc, Pakistan, Somalia và Syria. Cơ quan biên phòng và biên giới EU Frontex dự kiến tuần tới sẽ triển khai lực lượng và thiết bị tới Phần Lan theo yêu cầu hỗ trợ từ Helsinki. Phản ứng trước quyết định của Phần Lan, phía Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow sẵn sàng đối thoại với Helsinki về tình hình biên giới. Hãng tin TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tại cuộc họp báo hôm 22 tháng 11 cho biết Nga sẵn sàng đối thoại, đặc biệt về vấn đề biên giới. Nga chưa kết thúc cuộc đối thoại này, chưa chấm dứt điều đó. Nga chưa cắt đứt bất kỳ kênh liên lạc nào với Helsinki. Nga đã nói điều này trực tiếp với đại diện Phần Lan. Phát ngôn viên Zakharova bày tỏ hy vọng truyền thông Phần Lan có thể truyền tải quan điểm của Nga tới cả chính quyền và công chúng Phần Lan. Bà cũng nói rằng Helsinki đã đưa ra quyết định về tình hình biên giới mà không tham khảo ý kiến của Nga hay bất cứ kênh liên lạc nào. Estonia trước đó cùng ngày cũng tố Nga cố gắng đưa người di cư đến biên giới nước này sau khi 75 người, chủ yếu từ Somalia và Syria, cố gắng vào Nga kể từ tuần trước. Estonia cho biết đã chuẩn bị đóng các cửa khẩu nếu tình trạng này gia tăng.